Vừa rồi hai bản nhạc hay quá quý vị, và hy vọng rằng
hai nhạc phẩm này đã làm cho chúng ta lắng lòng và tỉnh thức để chúng ta bắt đầu bước vào dâng hết tấm lòng thành của mình trong ngày kỷ niệm Đức Từng Cùng Thì Hiện Đại Trang. Và bây giờ chúng con xin được cung kính mời Thượng Tọa Trụ Trì Tu Viện Cánh Anh ở Sacramento lên ban bảo trì cho được. Chúng ta đã cùng nhau làm lễ kỷ niệm Đức Phật Đản Sanh lần thứ 2637, Phật lịch 2557. Hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Phật Đản Sanh cũng có nghĩa là chúng ta ngồi lại cùng nhau để ôn tập, để xem lại, để học lại những bài pháp mà trong cuộc đời của Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Hình ảnh của Đức Phật ra đời không chỉ cho chúng ta thấy rằng Ngài là một vị tối tôn trong thiên hạ, Ngài là vị thế tôn của cuộc đời, mà Ngài ra đài đời bằng người có cha, có mẹ, có gia đình, có sự nghiệp, là con của một vị vua,